về mọi người. Dạ, tổng giá K10, K10. K10 màu vàng. Đã cặp bên. K10 nha. Dạ. K10 micro, K200 tai nghe. Đây là những cục hàng mình đang gói cho khách ở tỉnh nha. Đây. Loa kiểm âm. Micro. Mà đặc biệt là K10 về rất nhiều. K10 về đầy kho cho các bạn. Các anh chị màu vàng. Màu vàng. K10 đã cặp bớt mãi kiện hữu studio. Rất nhiều, rất nhiều. Màu gì, màu gì, màu gì? Màu vàng, màu vàng. Đã vậy. 90 con màu vàng. Đã vậy. 4 tấm bon đồng có. Tai nghe ST80, mic K200. Thì 8 con này. Ok, ok, ok. Thế tiếp khui con kia đi luôn các bạn. Các bạn, các anh chị còn mua K10 đời 2020 liên hệ cho Truyền Hữu, hàng đã có về lại rồi. Đầy đủ để cung cấp cho các bạn, các anh chị nha. Mixer F4 nha. Rồi, 100 con nghe rồi. Cái gì 100 con? Giỡn hoài. ST80. Bày áp không? Lo thiểm không? Mặt ngáo luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn, các anh chị cần tư vấn sản phẩm vui lòng gọi hotline của Truyền Hữu nha. 0383454917. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Màu gì đây? Màu vàng. Tất cả là màu vàng hết. Thấy ghê quá. Đúng rồi, 90 con á. 90 con nha. Vô rồi, rồi. Nó làm hai lớp tụi nó vậy. Ok, 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 rồi, ok. Rồi nha. Rồi rồi, đợi em xíu nha, đợi em xíu nha, ra liền nha. Ok, ok. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Truyền Hữu Studio. Cảm ơn mọi người. Niềm vui của chúng ta là những cái bill này. Giao hàng rất là nhiều. Mùa dịch giao hàng rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.